nhà ơi, em xin giới thiệu với cả nhà, đây là cái mặt hoa của cây ngọc mai đây cả nhà. Thì mấy hôm nay cũng có khách hỏi em về cái bông của ngọc mai ha. Thì cả nhà nhìn cái màu của nó nha, màu giống đó, đây cả nhà nhìn thấy ha. Cái này thì em thấy cho 2, 4, 6 chắc khoảng mười mấy cánh đó cả nhà. Đó, đây, đấy, cả nhà mình cùng xem nha. Đó, đây. Đó, đây chính là nở cái này là mấy ngày rồi cả nhà ơi. Nở này nè. Cái em về trễ cho nên là nó đã rớt cánh rồi nè. Đó. Đây em sẽ để bàn tay cho cả nhà mình xem cái màu nha. Đó. Ngọc mai thì giống như kem kem vàng vàng cả nhà. Nè. Ha. Đó. Thì ai thích sưu tầm một cái giống mới và cái màu mới á cả nhà thì cái ngọc mai này cũng thích hợp đưa vào cái bộ sưu tập của chúng ta ha. Thì ngọc mai này em bán với giá là 100 ngàn một cây nha cả nhà. Đó. Em cũng được một số cây giống nè. Đây, cây giống ngọc mai ha. Đặc biệt cái loại này em thấy nó cho nụ rất là nhiều nha. Nụ nó đây nè, cái cây này nhỏ mà em thấy nụ có trịch luôn nè. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Đó, cái loại này rất là dễ cho nụ và rất là dễ cho hoa. Đây cả nhà nhìn nè. Đó, rất là đẹp, cái màu rất là duyên ha. Nếu mà ai thích sưu tầm thêm, ví dụ như là vừa màu vàng nè, và vừa màu trắng, vừa màu cam mà cũng có cái màu như thế này ha. Đó, thì ngọc mai này thì bán với giá chúng ta là chỉ có 100 ngàn cây nha cả nhà. 3 cây thì bên em bao ship nha. Cả nhà nhìn nè. Đó, trong cái quá trình mà nó làm cái mầm hoa nè, cả nhà nhìn thấy hoa rất là khích nha. Đó, cả nhà nhìn thấy khích ha, nó dễ xử lý hoa lắm. Rồi, giá thì chỉ có 100 ngàn một cây thôi cả nhà. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy lại cái cây VIP của nhà em nha. Cái cây VIP bự nè. Ôi, nó nở hoa rực trời luôn cả nhà. Rất là đẹp. Em thấy hoa đẹp quá trời luôn á. Nè, hoa ý mà còn lá mà nó nở chùm chùm như thế này nè cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy hết hồng không? Ở đây nè, trời ơi, nó đẹp quá trời luôn. Cái này Tết nó cho bông cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, có cái cặp hoa này rất là đẹp nè cả nhà. Đó, thấy không? Y như một cái bông hồng cả nhà. Cái độ cùng của cú VIP rất là cao ha. Em thấy nó cánh nó cũng nhiều cánh lắm luôn á. Đó, cả nhà nhìn thấy nó nở nè. Đó. Cái này thì do trong cái quá trình này, em ở ngoài vừa không mà cho nên ít gì vườn lắm, lâu lâu về cái thấy nó nở quá trời luôn ha. Đó, cả nhà nhìn thấy hoa rất là đẹp nha. Nó rất là sai bông cả nhà. Và bông chùm không, mà ú không nè ha. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Đây. Ồ coi nè. Đó. Đó, đẹp ghê không cả nhà, y như một cái bông hồng nở phùng luôn ha. Nó nguyên cây nè cả nhà nhìn thấy nè, nó còn lá mà nó nở rực vậy nè. Đó, thì bên em cũng có một số cây giống cả nhà để giao lưu với chúng ta ha. Đây, giá rất là hữu nghị. Em đang có một chương trình giảm giá tri ân khách hàng mùa dịch á, thì loại 80 em bán còn 70 nè cả nhà. Đây, nó cả nhà nhìn nè, nó còn nhỏ mà nó cũng tạo nụ nữa nè ha. Loại này rất là dễ tạo nụ luôn cả nhà. Và cái hoa của nó thì rất là lâu tàn luôn. Hồi Tết thì em cũng có chưng một cây ha. Trời ơi, tới mùng 8, mùng 9 chưa có tàn luôn á. Nó còn hoài luôn á. Đó, đây là cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ. Thì giá 80 em tri ân khách hàng còn 70 nha. Để đây, cái cọng của nó rất là mập cả nhà. Đó, cái này về chúng ta lấy bo được liền luôn ha. Đó, đây. Rồi, đây là cúc VIP nha. Đó, cúc VIP hay còn gọi là tri kỷ. Giá 80 em giảm còn 70 nha cả nhà. Nó số lượng rất là nhiều và mua 10 thì bên em vẫn tặng một cây luôn ha. Đó. Rồi, xin mời cả nhà hãy vào xem và ủng hộ cho vườn mai của chú Chè Bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và hãy cho em một like nhé cả nhà.